Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong các bản tin chiều tối ngày hôm nay xin cập nhật những thông tin khá là nóng quý vị. Thì mới đây nhất trong một cái phiên livestream của cái tên Hề Lê Tím thì nó đã lên tiếng để xúc phạm ba mẹ của vợ chồng Linh Tím Bích Trâm. Đó thì đây là những cái hành động có thể nói là rất là láo toét của một cái gã hề hết thôi. Đó thực sự là chú Linh Tâm là một nghệ sĩ khá là tên tuổi mà ở trong cái drama này thì chú cũng chả liên quan gì. Và không biết lý do gì mà thằng Lê Tím lại lôi chú Linh Tâm ra, khiến cho chị Bích Trâm cũng như là Linh Tí cảm thấy khá là bức xúc. Và có lẽ là bữa nữa thì hai vợ chồng anh Linh Tí Bích Trâm sẽ có một cái động thái đáp trả với cái tên hề này. Và ngay sau đây xin mời quý vị mang nghe một cái đoạn chia sẻ của một anh lớn ha, và lên tiếng phân tích về những cái điểm mà cái tên hề này nó đã dùng những cái lời lẽ để xúc phạm đến chú Linh Tâm. Quý vị nghe hết video để hiểu rõ nội dung câu chuyện nha. Ở đây thì Linh Tí Bích Trâm thì cũng đăng lên status để mà đá thẳng vô cái bản mặt của thằng hề mắc dạy Lê Tính. Thì phải nói rằng thằng này thì nó rất là phá dơ cả nhà. Thì nó mới đây thì nó lên một cái live stream để mà nó lôi chú Linh Tâm luôn. Lôi chú Linh Tâm ra trong cái câu chuyện của Linh Tí Bích Trâm. Nhưng mà mọi người thấy là phải nói thằng này nó rất là dơ cả nhà. Tại vì chú Linh Tâm thì đâu có liên quan gì trong cái drama này đâu. Người ta là một cái nghệ sĩ nổi tiếng, một cái nghệ sĩ có tên có tuổi, chứ đâu phải là giống như là cái thằng nghệ sĩ hết thời đâu cả nhà. Thì mới đây nó lên một cái luồng like nó lôi cả chú Linh Tâm mà luôn. Thì chú Linh Tâm thì cũng đá thẳng vô cái bản mặt đó nha cả nhà. Đó thì như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì Linh Tí Bích Trâm thì cũng đã là coi như là đăng status để mà nói về cái hằng này, về cái độ gọi là dơ dái của hằng này. Nói là chỉ có cao 1m2 thôi. Thì nó cũng lên là đáp trả mọi người. Nó lên là nó nói, nó xúc phạm, nó lôi đời tư cá nhân của người ta ra, nó xúc phạm mọi người. Mà chú Linh Tâm thì đâu có liên quan gì đâu, đâu bao giờ mà lên trên mạng nói gì về cái câu chuyện của Hồng Loan đâu. Đó. Lúc nãy thì em xin phép cắt lên tí xíu. Lúc nãy thì cũng có nghe trong cái phiên live stream của cái tên hề này, và đúng là thằng này nó là thằng gọi như là vô văn hóa đấy. Nó lôi cái chuyện quá khứ của chú Linh Tâm ra. Rõ ràng là nghệ sĩ Linh Tâm là một nghệ sĩ cũng lớn tuổi, chúng ta phải có một cái sự trân trọng. Rõ ràng cái câu chuyện nó đâu có liên quan gì tới nghệ sĩ đâu mà thằng này đúng là không biết nó vì like vì view mà nó dùng những cái từ rất là nặng nha. Nó xúc phạm và coi như là Linh Tí Bích Trâm cũng đã lấy tất cả những cái live stream này của nó và đưa làm cái bằng chứng. Đó thật sự là một cái kẻ mà nếu mà hết thời thì thôi mình về bên Mỹ đi, không biết về Việt Nam mới làm gì. Bây giờ coi như ai quay xe với lão mà lão là bây giờ tiếp tục hồi nãy là cũng nói xía bên chị bánh tét Phương Anh đấy, rồi bây giờ tiếp tục là công kích bên phía Linh Tí Bích Trâm, mà đặc biệt là ba của anh Linh Tí. Đó là một cái câu chuyện mà khán giả cảm thấy khá là bức xúc luôn. Đó thì chị Bích Trâm cũng nói là sẽ gom những cái này làm bằng chứng để sau này cho nó ăn đơn kiện. Đó khi mà nó lên tiếng xúc phạm đến ba mẹ của Linh Tí Bích Trâm là cái điều mà khán giả ta cảm thấy rất là bức xúc luôn anh. Đúng rồi, chú Linh Tâm là phải nói là một cái người nghệ sĩ là nói chung là cũng là đàn em của cố nghệ sĩ đó. Nhưng mà người ta là nghệ sĩ, đâu có ai mà em nghĩ là nghệ sĩ ai mà lên mà bu bám vô drama đâu em. Anh nói bây giờ nói tất cả luôn, em thấy trên mạng không có nghệ sĩ nào mà vô cái drama không. Tôi nói, anh nói là sự nghệ sĩ mà người ta tham gia vô drama là chẳng qua là để là người ta PR cho mình thôi đó, chứ mà cái người nổi tiếng mà ai mà đi lên trên mạng mà coi như là nói chuyện một cách vô văn hóa. Nãy em biết nó nói gì không? Yeah. nó nói về Việt Nam á, là để là coi như là phải là đối chất, phải là gặp mặt, là phải chơi kiểu thí màn cùi á. Thí màn cùi là phải với những cái thành phần vô văn hóa, những cái thành phần gì bỏ hổ ở nhà số 5 này, ở nhà số 5
mà thấy nó mắc cười không cả nhà. Ở này á, nó là nghệ sĩ mà nó lên mạng nói những cái câu từ như là mất dạy này kia rồi à, mà ai nghe đồn á, bây giờ nó thật sự nghe đồn á là về cái nguồn gốc của con này, mình nghĩ là chắc là anh chị cũng chưa biết về cái nguồn gốc của con này đâu. Dạ. Sẵn thì nó lôi quá khứ chú Linh Tâm ra, bây giờ mình lôi ra luôn. Dạ. Lôi nó ra luôn. Thằng này á là coi như xưa đó là coi như là nó ở chợ Xóm Chiếu, nghe người dân người ta đồn đó. Dạ. Nghe người dân người ta đồn là ở khu chợ Xóm Chiếu, là gần ở chỗ mà nhà của chị Loan hiện tại á đó, là gần ở chỗ khu chợ Xóm Chiếu, là ngày xưa á, là nó là cái kiểu như là đi bán cái kiểu như bán vé số á, bán vé số xong rồi bắt đầu là coi như là mồi chài đó, mồi chài, là coi như biết mồi chài gì không, nghe này nghe ta kể rồi nha, không biết phải là có hay không. Thì coi như là nó mồi chài là mấy em đào á, biết không? Dạ. Mấy đào á, nói chung là hai thì cũng có, em hiểu không? Hai thì gì cũng có, nhưng mà chủ yếu là hai thì đó, em hiểu không? Dạ. Chủ yếu là nó mồi chài, nó vừa bán số mà mồi chài, thì cái người dân người ta kể lại. Đó. Anh nói thật sự bây giờ chẳng qua mình không muốn lôi nó lên thôi, nhưng mà bây giờ nó lôi cái chú Linh Tâm lên thì mình thấy là khá là bức xúc cho cái thằng này luôn. Thằng này rất là tiểu nhân, khi mà nó về Việt Nam là nó thấy là không cái kiểu như là nó về nó ghét nam tử, là nó tính đâu là về nó kiếm ăn chút xíu, em hiểu không, là coi gì kiếm ăn xíu, tại nam tử lo cho ông về mà nó đâu có tiền bạc gì đâu. Dạ. Yeah. Đó là lo cho nó vé nó về này kia, nhưng mà nào ngờ á nó tính về là nó về, nó cứ gặp là hai người kia, nhưng mà rốt cuộc là coi như bị đá đít, tại vì nó không có tiền bạc á, bị đá đít, em hiểu không. Rồi bắt đầu đi qua chỗ mà bữa dỗ tổ nó qua đó. Dạ. Yeah. À, nó qua lên nó hát, mà nó hát em thấy không? Nó qua bên đó đó kiểu như là xin lỗi. Nó xin lỗi nghe đâu rồi bên đó thì nói chung ra ta bằng mặt không bằng lòng. À, giờ ta cũng thôi kệ nó đi, nó xin lỗi thì mình cũng kệ. Mình cũng chấp nhận đi. Đó. À, nhưng mà coi như rốt cuộc á là coi như là bên kia là ta cũng đá đít nó luôn. Đá đít nó luôn. Xong rồi bắt đầu bây giờ nó lủi về, bây giờ nó về rồi. Nó con khỉ, mấy mạng nó không khỉ không? Đó là nó về rồi. Nhưng mà là coi như là chú Linh Tâm á, là thật sự á, nếu mà mình á, là chú Linh Tâm là thật sự á, là coi như là mình đá vô mặt nó rồi. À, tại vì mọi người thấy không, tự nhiên người ta đâu có kiếm chuyện mình đâu. Ví dụ như bây giờ mình mâu thuẫn với lại Linh Tí Bích Trâm đi. À, mình mâu thuẫn người nào thì mình nói thẳng ngay người đó, tự nhiên lôi cha người ta lên luôn. Và... tự nhiên lôi cha của Linh Tí luôn, rồi thằng này rất là mất dạy mọi người. Dạ thì lúc nãy nó cũng nói là gọi như là ăn miếng trả miếng đó à, tại vì nó nói cái status của Linh Tí thì là gọi như là xúc phạm nó. Nó nói là thằng hề gì đó, hài cốt gì đó, nó gọi là vậy. Nó nói là bây giờ nó sẽ chơi ăn miếng trả miếng, nó không sợ thua đâu. Nhưng mà mới đây nhất thì em thấy trên kênh của chị Bích Trâm, đó là kênh Linh Tí Bích Trâm, đã đăng hai cái đoạn clip ngắn ha, của thằng này, nó lên nó xúc phạm đến ba mẹ của chị Linh Tí Bích Trâm, và có khả năng là đây là những cái bằng chứng mà xử lý thằng này. Không phải là nó ngông cuồng, nó muốn nói gì nó nói, mà nó xúc phạm ai xúc phạm đâu. Em biết sao không, kể em nghe, là coi như là nó tìm đến người ta, chứ không phải là người ta tìm tới nó. Cái sự tích đó là nó nhắn tin cho Bích Trâm, nó nhắn tin cho Bích Trâm, rồi Bích Trâm bắt đầu, Bích Trâm thì cũng biết cái bộ mặt nó rồi, em hiểu không, cũng lường trước rồi cái thời mà nó còn ủng hộ Hồng Loan á, là nó nhắn, có nhắn tin Bích Trâm á, khuyên là tụi em kiểu như là cố gắng lên đi, nó là thấy Hồng Loan tội nghiệp lắm, Hồng Loan là coi như là con ruột của ông Năm đó, thì coi như nó nhắn tin Bích Trâm để mà động viên á, em hiểu không, nó nhắn tin nó nói rằng Hồng Loan là con ruột của ổng đó, anh biết. Dạ. Yeah. À, nó nhắn tin, nhưng mà Bích Trâm thì nói chung ra đã nhìn cái mặt nó là biết, em hiểu không? Yeah. Nhìn cái thằng này là biết là nó sẽ là lật mặt. Cho nên là thì người ta trên mạng thì rất nhiều người nhắn tin. Đúng rồi, cũng phải lường trước. Cho nên là Bích Trâm là không có trả lời. À, sau đó thì bắt đầu nó đen ra, nó cay cú em. Bây giờ là nó bắt đầu lật mặt, em biết không? Bây giờ nó bắt đầu lên, rồi bắt đầu nói xấu, nói rằng nhà số 4 này kia là coi như là sau này là sẽ thuộc về phía bà Sáu này nọ, rồi nó là con nuôi này kia. Ngày xưa nó lên mạng, ngày xưa nó nhắn tin với Bích Trâm, bà nói là
Hồng Loan là con ruột. Dạ. Đó, nó lên mạng nó nói vậy thì người ta tin em biết không? Tại vì dù sao nó cũng có cái mác, nó cũng có cái mác là hề, cho nên là người ta tin. Đó, với là nó lớn tuổi nó thành thử ra ta tin, tại vì nó là cũng dù sao chăng nữa người ta tin tưởng nó là sao? Là nó thứ nhất là nghệ sĩ, cái thứ hai là dù sao nó cũng lớn tuổi cho nên là người ta tin nó. Nhưng mà nào giờ bây giờ là coi như là nó dở quẻ. À, nhưng mà thật sự thằng này á, thì nó cũng chả có cái gì mà nguy hiểm hết em. Dạ. Thằng này nó đâu có là cái gì nguy hiểm, nó chỉ là cái nùi dễ gắt thôi, nó đâu liên quan gì đâu. Mà nó đòi chơi một tí mạng cùi luôn kìa. Nó mới lên mạng, nó mới nói là bây giờ là nó sẽ về là tí mạng cùi luôn. Trời đất ơi, anh nghe mắc cười chứ. Nhưng mà bây giờ là nghe nói là cũng như là nó cũng không biết là có về bản chưa, không biết nữa. Thấy nó gần live stream thì cái màn không biết cái đó là xó phong hay chưa. Dạ. Mà thấy có cái con khỉ. À, thế là ở chuyến này chúng ta chờ những cái động thái của vợ chồng Linh Tý Bích Trâm sẽ coi như là chơi tắt tay với thằng này. Một cái gã hề hết hơi mà lên xúc phạm những bậc tiền bối, những nghệ sĩ lớn, thì dù gì là chú Linh Tâm cũng lớn tuổi hơn nó mà, cần phải làm sáng tỏ câu chuyện này để lấy lại cái danh dự, cũng như là phải có một cái hình phạt xích đáng cho những cái kẻ mà vu khống xúc phạm người khác, đúng không anh? Đúng rồi, nói chung nó về rồi bắt đầu nó qua bên kia nó hỏi, mà bên kia đâu có cho nó biết thông tin đâu. Dạ. Yeah. Đúng không? Bây giờ hai mặt, mà bây giờ ai mà tin, chẳng qua là người ta bằng mặt không bằng lòng thôi. Rồi bây giờ nó mới vừa lên, nó lên nó like em. Nói chung là hàng này, nói chung là nó chửi Linh Tý Bích Trâm là lâu lắm rồi. Nói chung là từ khi mà nó quay xe là nó chửi lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. À, nhưng mà bây giờ nó về, nó tao về. Tao về sao tụi bay không dám gặp tao, còn mày là cái gì tao phải gặp, đúng không cả nhà? Nó có là cái gì đâu mà phải gặp nó. Nói nó là bên đó chở mỏ về, không có dám về Việt Nam, xong rồi nó về không dám gặp. Nó làm như nó là ông cứu nội, tao phải gặp nó. Bây giờ mày có ngon á, mày lết tới nhà của Hồng Loan đi. Đó là sự luôn, là coi như là ông Linh Tâm là ông bực mày, là coi như là bầm con mắt, nâu con mắt luôn á, chứ ở đó người ta hiền hiền, đâu phải hiền thì muốn ăn hiếp dễ đâu mày, đúng không? Dạ. Đó,